Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Tiếp tục những chuỗi video đánh giá về thị trường bất động sản, những nhận định cá nhân về thị trường bất động sản hiện nay. Thì hôm nay em xin gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn một cái chủ đề mà mọi người cũng rất là quan tâm. Đó là việc đánh thuế bất động sản thứ hai, hay là đánh thuế những cái bất động sản bỏ trống, không đưa vào sử dụng thì nó có cái mặt tốt, mặt xấu như thế nào, và có nên áp dụng vào thị trường hiện nay hay không để mà hạn chế đầu cơ. Thì xin mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng em tìm hiểu bên trong clip này, chúng ta cùng nhau bàn luận và đóng góp thêm nhiều góc nhìn hơn về thị trường bất động sản thực tế ha. Như quý cô chú, anh chị và các bạn cũng đã biết rồi, là trong cái bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay nó vẫn đang còn trầm lắng, và các dấu hiệu coi như là phục hồi nó chưa có sự rõ rệt, chưa có rõ nét, thì cái việc đánh thuế bất động sản thứ hai nó sẽ trở thành một cái tâm điểm thu hút rất là nhiều cái sự tranh cãi. Người thì kêu nên đánh, người thì kêu không, người thì kêu áp dụng sẽ tốt, người thì kêu áp dụng vô thì nó sẽ có rất là nhiều các mặt trái. Vậy thì đâu là đúng, đâu là sai, và quan điểm nào có cơ sở hơn? Một trong những cái vấn đề chính là những cái nhà đầu tư có trên hai tài sản là bất động sản, thì cái mức thuế cao có thể gây áp lực tài chính và nó sẽ ảnh hưởng tới tính khả thi của việc đầu tư vào bất động sản. Có nghĩa rằng là nó sẽ tác động trực tiếp vào cái nhu cầu đầu tư của cá nhân đầu tư bất động sản luôn. Ngoài ra thì cái việc xác định giá trị bất động sản và tính toán cái thuế cũng có thể phải gặp khó khăn và có rất là nhiều cái sự tranh cãi ở đây. Đánh thuế bất động sản thứ hai là một cái vấn đề cực kỳ phức tạp mà hiện nay nhà nước cũng vẫn đang suy nghĩ để mà làm sao cho nó phù hợp, cho nó công bằng. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một vài quan điểm khác nhau về việc đánh thuế bất động sản thứ hai, và các yếu tố cần được xem xét khi mà đưa ra quyết định có nên đánh thuế bất động sản thứ hai hay không hả quý cô chú anh chị. Đầu tiên thì chúng ta nên nhìn lại đặc điểm của thị trường hiện nay nó như thế nào. Như quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết rồi, là bất động sản nó là một cái tài sản nó có tính chất rất là đặc biệt. Mặc dù là việc đánh thuế bất động sản thứ hai nó đã có thông lệ trên thế giới rồi, nhưng mà tại Việt Nam vẫn cần phải cân nhắc những cái đặc điểm đặc biệt về điều kiện từng loại thị trường nữa. Nên hay không nên đối với các vấn đề đánh thuế bất động sản thứ hai, thì cái câu trả lời cần phải được xem xét căn cứ trên nhiều yếu tố liên quan tới thị trường và các đặc điểm liên quan của đầu tư bất động sản tại Việt Nam nó như thế nào nữa. Trước tiên thì thị trường bất động sản cần phải có những cái cơ chế để mà đảm bảo cho người sở hữu nhiều bất động sản họ chia sẻ, họ phải đóng góp một cách công bằng cho xã hội. Thực sự mà nói là phải như vậy. Nói cách khác là cái điều này tương tự như là cái thuế thu nhập cá nhân đang được áp dụng đó quý cô chú anh chị. Áp dụng cho thị trường lao động thì nó cũng không khác gì đối với đánh thuế bất động sản thứ hai hết á. Thu nhập càng cao thì mức thuế càng tăng. Sở hữu bất động sản càng nhiều thì cũng phải đóng thuế càng nhiều. Tuy nhiên thì việc đánh thuế bất động sản thứ hai được cho rằng là nó sẽ không hẳn giúp cho giá nhà giảm đi. Ngược lại, nó còn khiến cho giá bất động sản tăng cao. Bởi vì sao quý cô chú anh chị? Bởi vì mặc dù là được kỳ vọng giúp hạn chế được cái tình trạng đầu cơ lướt sóng, giúp cho giá bất động sản nó giảm, nó tạo cơ hội cho người chưa có nhà tiếp cận với nhà. Tuy nhiên, cái việc thu thuế bất động sản thứ hai trở đi là một bài toán cực kỳ phức tạp, nó không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ. Do đó thì phải cần tính toán cụ thể, bởi nó có thể ảnh hưởng tới rất nhiều các tâm lý của các nhà đầu tư. Khi mà đánh thuế bất động sản thứ hai thì cái giá nó sẽ tính vào luôn cái giá bán, thì các nhà đầu tư sẽ có nhiều khi lại bán ra mức giá cao hơn nữa, thì có thể lại là một cái cơn sóng, một cái cơn lốc tăng giá bất động sản nữa nó xảy ra. Cho nên là các nhà chức trách, các nhà mà đang tính toán về việc đánh thuế hay không thì cũng phải tính toán tới những cái trường hợp nó như thế này nữa. Bởi vì khi mà đánh thuế cao thì những người đang sở hữu bất động sản
họ có thể là tính luôn cái phí đó nó vào luôn cái giá bán ra của bất động sản. Nó tương tự như những cái khoản thuế liên quan tới mà thuế sử dụng đất mới vừa rồi đây cũng đang gây xôn xao rất là nhiều trong dư luận đó quý cô chú anh chị. Đó là chưa áp dụng bảng giá đất mới nha, nó đã ảnh hưởng như thế rồi. Cái tâm lý của người dân nó đã bị ảnh hưởng rất là nhiều rồi. Chứ chưa nói tới là đánh thuế bất động sản thứ hai hay là thuế những cái bất động sản bỏ trống. Cho dù chúng ta nghĩ rằng là những cái bất động sản đó, những người đang nắm giữ bất động sản đó cần phải đánh thuế nặng, cần phải là áp dụng chế tài mạnh hơn. Bởi vì á, đa phần mọi người, kể cả em đây, thì cũng luôn luôn ủng hộ là đánh thuế bất động sản, những cái bất động sản bỏ trống, bỏ hoang, lũy tuyến lên. Sở hữu 2 căn, 3 căn thì đánh thuế theo từng mốc lũy tuyến. Những cái bất động sản nào mà để trống, bỏ hoang, không đưa vào sử dụng thì cần phải đánh thuế mạnh hơn nữa, giúp cho họ phải bán lên ngay, giảm giá bán hoặc là bằng mọi cách họ bán cho những người có nhu cầu sử dụng để tránh cái tình trạng hoang phí, lãng phí. Thì đối với những cái loại thuế đối với bất động sản thứ hai so với thuế những cái căn nhà bỏ trống thì em nghĩ là nên ưu tiên những cái thuế đối với những cái căn nhà bỏ trống ngay hơn. Khi mà những cái căn nhà đó đang còn bỏ trống thì cái sự lãng phí tài nguyên nó vẫn còn. Còn đối với bất động sản thứ hai thì cũng còn rất là nhiều các bất cập liên quan mà thật sự chưa có thể áp dụng được. Nó còn liên quan tới lợi ích của rất là nhiều các cá nhân khác liên quan nữa. Có nhiều người sở hữu đất nông nghiệp nhưng mà có 2 mảnh đất, 2 cuốn sổ thì sao? Rất khó để tính với cô chú anh chị. Cho nên là đối với bất động sản thứ hai hay thứ ba, thứ tư gì đó trở lên á, thì cái đó rất khó để mà tính toán. Tuy nhiên đối với những cái bất động sản bỏ trống thì chúng ta dễ dàng xác định chủ tài sản là ai và bất động sản này bỏ trống vì mục đích gì. Đầu cơ tích trữ để mà nâng giá lên bán, đợi giá cao lên bán, hay là có một cái mục đích nào khác thì nên phải đánh thuế để tránh cái tình trạng hoang phí, lãng phí. Bây giờ quý cô chú anh chị và các bạn đi tất cả các tỉnh thành luôn, từ Bắc vào Nam, ở nơi nào cũng có những cái khu bỏ hoang, bỏ trống, xây dựng lên xong rồi, quy hoạch hẳn hoi rồi, đất đai này kia rất là đẹp, đường thẳng tắp luôn. Tuy nhiên thì cỏ mọc tùm, nhà cửa thì xây dựng lên xong rồi bỏ hoang, rong rêu mọc, thấy mà ghê luôn. Và thật sự là ở tỉnh nào cũng có, mà ở những cái thành phố lớn thì càng nhiều với cô chú anh chị, những cái nơi trọng điểm kinh tế thì càng nhiều. Thế cho nên là những cái chính sách mới gần đây được phê duyệt nó cũng đã cho thấy rằng là nhà nước ta cũng đang mạnh tay để mà giải quyết cái tình trạng đầu cơ tích trữ để mà trục lợi vì bất động sản. Thế cho nên mới nói rằng là bên cạnh những cái vấn đề tiêu cực liên quan tới đánh thuế bất động sản thứ hai thì chúng ta cũng thấy được những cái mặt tích cực là nó mang lại cái giá trị của bất động sản đó đối với người dân như thế nào. Bây giờ một cái bất động sản không đưa vào sử dụng thì cái tiền nó còn chôn ở đó, nó không đưa vào lưu thông, thì có phải là nó gián tiếp gây ra cái tình trạng lạm phát như hiện nay hay không? Tiền nó không để ra tiền, và cứ thế là tiền in ra xong rồi nó vô bất động sản nó nằm đó, và tiền nó chỉ là nằm trên những cái con số mà thôi. Và đòn bẩy tài chính tiền vay rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Thế cho nên chúng ta mới thấy được rằng là kinh tế hiện nay ảnh hưởng cũng vì bất động sản. Nếu như mà áp dụng được đánh thuế những cái bất động sản bỏ hoang bỏ trống, chưa nói tới là đánh thuế bất động sản thứ hai đâu, thì nó sẽ giúp cho buộc các nhà đầu tư phải có những cái chiến lược sử dụng tài sản đó làm sao cho nó hiệu quả, nó hợp lý. Bởi vì họ càng bỏ hoang, họ càng để lâu thì cái chi phí của họ phải nộp càng nhiều. Nó giống như cái chính sách mới liên quan ở cái luật kinh doanh bất động sản 2023 vừa mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đây đó quý cô chú anh chị. Có nghĩa rằng là đối với những cái dự án bất động sản nào mà được phê duyệt rồi không đưa vào để mà xây dựng, không đưa vào tiến hành xây dựng thì trong vòng 2 năm là sẽ bị tịch thu, hoặc là trong vòng bao nhiêu tháng đó, 24 hay là 48 tháng gì đó là sẽ bị thu hồi và không có hoàn lại bất cứ một thứ gì luôn.
đó là một cái động thái gọi như là gắt gao để mà kiểm soát thị trường bất động sản hiện nay. Thì đối với những cái bất động sản nhỏ lẻ ở trên các dự án bỏ hoang như hiện nay, các khu đô thị ma mà có chủ sở hữu hết rồi như hiện nay thì cũng nên áp dụng như vậy. Nếu như anh bỏ hoang trong vòng 1 năm thì tôi đánh thuế của anh bao nhiêu phần trăm trên giá trị đó. Đó, hoặc là 2 năm thì tôi sẽ cảnh cáo, 3 năm là tôi sẽ tịch thu tài sản đó luôn để mà đấu giá bán cho người khác. Cái số tiền đấu giá đó là tịch thu luôn. Để làm mạnh tay như vậy thì phải nói rằng là những cái căn nhà đó thì không còn nữa. Những cái căn nhà mà để hoang bỏ trống là chắc chắn là sẽ được cải tạo, cải biên, cải chính thiệt là đẹp lên, xong rồi cho thuê hoặc là đưa vào hoạt động. Thì từ đó là người dân sẽ vào đó ở nhiều hơn. Ví dụ như những cái căn nhà đó muốn chủ muốn cho thuê khoảng tầm mười mấy hai chục triệu, nhưng mà khi mà áp dụng cái loại thuế đó thì họ muốn cho thuê nhanh thì họ cho thuê 5 triệu thôi để cho người có người vào ở, để mà tránh đi được cái tiền thuế bất động sản, những cái bất động sản bỏ hoang bỏ trống. Thì rõ ràng thì cái khu vực đó sẽ có người đến ở và không còn bỏ hoang, cái tình trạng bỏ hoang bỏ trống nữa, và người dân sẽ lấp đầy dần dần những cái khu đó mà thôi. Và người giàu không có nhu cầu ở thì để cho người nghèo ở, thuê người nghèo thuê với giá rẻ ở cũng được vậy, thì miễn sao cái bất động sản đó, cái tài sản đó nó đi vào hoạt động thôi, chứ không có cần thiết là nó phải bỏ hoang bỏ trống lãng phí như vậy. Mà để quản lý những cái bất động sản nào bỏ hoang bỏ trống, những cái bất động sản nào mà không đưa vào sử dụng, thì em nghĩ rằng là thực sự quá dễ đối với nhà nước. Vấn đề là có muốn quản lý như vậy hay không thôi. Tại vì bởi vì bây giờ quý cô chú anh chị và các bạn, những ai đi kinh doanh trực tiếp phía ngoài ấy, là tiểu thương, quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể biết nhất cử nhất động của mình liên quan tới cái mặt bằng, hoặc là mình kinh doanh mới mở nên dựng cái biển lên thôi, là địa phương đó biết rồi, chính quyền địa phương biết rồi, thuế họ tới tận nơi luôn, họ giải quyết luôn đó. Hay là quý cô chú anh chị và các bạn đi có thể xây nhà đi, mình mới đổ vài xe đất hoặc là đổ vài xe cát xi măng gì đó thôi, là thấy là bên đô thị họ xuống rồi, họ kiểm tra rồi, họ hỏi làm gì đây, có giấy phép hay không. Người ta nhất cử nhất động là đều biết hết, vấn đề là có muốn quản lý hay không mà thôi. Và không nói tới là đánh thuế bất động sản thứ hai, tại vì bất động sản thứ hai nó còn rất là nhiều cái nhọc nhằn phía sau đó, em không bàn tới. Tuy nhiên thì đánh thuế đối với những cái bất động sản bỏ hoang bỏ trống đó, quý cô chú anh chị, thì thực sự là cái bài toán cần phải giải quyết sớm, để cho những cái bất động sản nó không còn cái tình trạng là hoang hóa lãng phí. Một mặt là tài nguyên được sử dụng và được khai thác triệt để, một mặt là không còn cái cảnh mà nhếch nhác, ngổn ngang những cái tòa nhà, những cái căn nhà, những cái khu biệt thự ma, những cái khu biệt thự bỏ hoang bỏ trống như vậy. Trên thực tế thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể đi một vòng xung quanh địa phương của mình, những cái nơi mà dự án người ta làm, và em dám chắc luôn là ở đâu cũng có những cái khu dự án bỏ trống bỏ hoang, đất nền cũng có, rồi nhà phố cũng có, rồi biệt thự cũng có, có nhiều cái là cả tòa nhà cũng bỏ hoang luôn, không đưa vào sử dụng luôn, rất là nhiều quý cô chú anh chị. Mà những cái nơi kinh tế trọng điểm là càng nhiều hơn nữa. Thế cho nên là cái việc đầu tiên, không nói tới là cái việc đánh thuế bất động sản thứ hai, tại vì nó ảnh hưởng tới lợi ích của nhiều người mà nó đa dạng các thành phần, chúng ta không nói tới. Nhưng bất động sản bỏ hoang bỏ trống thì chắc chắn phải quản lý, có thể là dùng các công cụ thuế, hoặc là không dùng cái phương pháp đánh thuế thì áp dụng những cái khoản phạt liên quan tới xử phạt hành chính cũng được nữa. Tại vì anh sử dụng tài nguyên gây lãng phí là phạt vì lý do là anh để trống, anh không đưa vào sử dụng. Rất là nhiều các nước trên thế giới người ta cũng áp dụng như vậy rồi quý cô chú anh chị. Mà theo cá nhân em nghĩ là cái đó cần thiết phải áp dụng để giảm bớt cái tình trạng là những cái khu đô thị ma, những cái khu biệt thự ma, những cái nơi mà đồng không mông quạnh chỉ dành cho là bò ăn cỏ mà thôi, mà phân lô ra thiệt là đẹp, nhưng mà đó trở thành những cái khu thả diều rồi chăn bò mà thôi. Và đó là những cái ý kiến cá nhân của em về cái tình trạng là những cái căn nhà bỏ hoang bỏ trống. Và theo ý kiến của quý cô chú anh chị và các bạn thì
cái việc đánh thuế hay là áp dụng các chế tài liên quan tới những cái bất động sản bỏ hoang, bỏ trống như vậy thì còn có cách nào nó hợp lý hơn để mà áp dụng hay không? Thì quý cô chú anh chị và các bạn hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để cho mọi người cùng nhau tìm hiểu và thảo luận hơn. Tất cả những cái thông tin trên video chỉ là ý kiến cá nhân của em dưới góc nhìn thực tế tại thị trường thôi. Thì hy vọng rằng là sẽ giúp ích được đến với quý cô chú anh chị và các bạn một phần nào về những cái góc nhìn thực tế tại thị trường, cũng như là có những cái yếu tố để cho mọi người có thể tham khảo, thông tin để cho mọi người tham khảo. Thị trường bất động sản đang chứng kiến một cái tình cảnh là hàng loạt các doanh nghiệp bất động sản đang phải đối diện với cái nguy cơ giải thể, phá sản do là cái tình hình hoạt động kinh doanh quá khó khăn. Mới đây thì Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới công bố cái thông tin là gần 200 doanh nghiệp nợ thuế và cái tiền phạt chậm nộp với tổng số tiền lên đến 8.080 tỷ đồng. Và rất là đáng chú ý đó là trong danh sách nợ thuế này có hàng loạt các doanh nghiệp bất động sản. Và đây là những cái doanh nghiệp nợ thuế đợt 2. Và mới đây thì báo VN Express cũng vừa mới đưa một cái bản tin là hiện nay nhiều doanh nghiệp địa ốc nợ thuế đến vài trăm tỷ đồng luôn. Và thực sự là khó khăn nó khiến cho nhiều doanh nghiệp phải chấp nhận là rời cuộc chơi thôi. Và vừa qua thì rất là nhiều các doanh nghiệp họ đã gồng không nổi rồi, họ đã rời bỏ cuộc chơi rồi. Và năm 2023 thì có rất là nhiều các tình cảnh là các doanh nghiệp bất động sản họ chấp nhận là giải thể. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là hiện nay thì đã là năm 2024 và cũng có rất là nhiều các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn. Còn đối với các doanh nghiệp bất động sản thì nhiều lãnh đạo, một số các doanh nghiệp họ lại cho rằng là hơn một năm qua thì các doanh nghiệp không có cái nguồn thu cũng như là các hoạt động bán hàng rất là ế ẩm. Và đáng lo hơn là trong thời gian gần đây các doanh nghiệp lại liên tục nhận được các đơn xin hoãn thanh toán không phạt lãi của khách hàng, thậm chí là không ít khách hàng tham gia vào cái công cuộc là thanh lý hợp đồng và nhận tiền lại những cái khoản tiền đóng trước đó, và họ sẽ chấp nhận chịu phạt luôn, từ bỏ cuộc chơi luôn. Và trong khi đó thì mỗi tháng trôi qua thì các doanh nghiệp cũng phải gồng gánh thêm nhiều các khoản chi phí khác nữa. Và nếu như cái tình hình này nó tiếp tục kéo dài thì cái câu chuyện phá sản đối với các doanh nghiệp là cái điều khó có thể tránh khỏi. Và nếu như chúng ta nói gần hơn một xíu, nói về các condotel đi, các khu nghỉ dưỡng đi, thì mới đây trên báo VN Express cũng có đưa tin là các loại hình condotel rất là ảm đạm, ảm đạm nhất trong 5 năm gần đây luôn. Nhưng mà giá nó thì nó vẫn rất là cao. Phải nói rằng là cái cuộc thi gồng dài hơi này tới nay vẫn chưa chấm dứt đâu. Và cả các chủ đầu tư lẫn các nhà đầu tư họ vẫn đang cố gắng họ gồng, cố đợi một cái tương lai tươi sáng nó sẽ đến. Và cơ bản là các nhà đầu tư hiện nay, bởi vì họ nghe là lợi nhuận nó rất là hấp dẫn từ việc là mua đi, bán lại hoặc là cho thuê. Nhưng mà thực tế đa số người mua xong không có khách thuê vì giá nó quá cao. Và kinh tế hiện nay nó đang ảm đạm, khu vực kinh doanh thì không khả quan. Thế cho nên dẫn đến một cái tình trạng là để trống rất là nhiều năm là cái chuyện không hề xa lạ hơn quý cô chú anh chị. Và cái hậu quả của việc xây dựng ồ ạt nhưng mà không nghiên cứu kỹ được các hiệu quả khai thác, họ chỉ vẽ ra được cái lợi nhuận và bán đi để rồi hiện nay phải ế là phải rồi. Và cũng trên một cái bài báo khác của báo VN Express cũng có đưa một cái bản tin là các condotel hiện nay gần như mất thanh khoản hoàn toàn. Cả một cái quý 1 năm 2024 tới 90% các condotel trên cả nước không có giao dịch luôn. Và cụ thể rằng là trong 3 tháng đầu năm chỉ bán được là 64 căn trên toàn quốc. Và tương đương đó là 1% tính trên cả nước hả quý cô chú anh chị. Và hầu hết các dự án đều bán chậm hết. Và trong đó 90% các dự án condotel không ghi nhận được phát sinh trong một cái quý 1 luôn. Quá buồn cho condotel.
và chứng tỏ rằng là bây giờ buông cũng chết mà không buông cũng chết. Nói chung buông bỏ cũng rất là khó khăn. Thôi, ráng phải ôm, chờ một cái ánh sáng nó le lói ở cuối đường hầm mà thôi. Bây giờ chúng ta thử hỏi những người họ mua những cái căn hộ condotel thử xem họ được chia lãi như thế nào, chia quyền lợi như thế nào, có được như là sale họ nói như mình trước đây, trước lúc mình mua hay không, hay là ôm cục tức và chỉ biết bây giờ là hậm hực và tức tối mà thôi. Giảm giá tới 90% mà pháp lý nó không rõ ràng thì thật sự nó vẫn ế là chuyện hiển nhiên. Còn mà pháp lý rõ ràng mà giá như bây giờ thì cũng sẽ bán hết ngay sau khoảng là 100 năm nữa, chứ không phải là một sớm một chiều đâu ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì giá bán cao, pháp lý thì không rõ ràng. Khách đi du lịch hiện nay thì rất là ít, chưa bàn đến tới các năng lực và các uy tín của các chủ đầu tư ha. Bây giờ ai mà dám đầu tư vào các bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian này nữa. Và nói thật sự là tóm lại, cần phải có một cái luật lệ nó rõ ràng để mà bảo vệ được người mua khỏi các cạm bẫy của các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng này. Và đơn giản là bây giờ condotel nó không có thanh khoản, cho nên là giá bây giờ 20 triệu, 50 triệu hay là 100 triệu, thậm chí là 200 triệu cũng như nhau mà thôi, nó không có ý nghĩa gì hết. Và mới đây thì cũng có một cái thông tin cũng hot không kém những cái thông tin trên. Đó là công an đang yêu cầu cung cấp những cái thông tin liên quan để mà điều tra tới cái dự án Aqua City của tập đoàn Novaland hả quý cô chú anh chị. Ở trên báo Tuổi Trẻ có đưa một cái bản tin là hiện nay công an đang yêu cầu cung cấp một số thông tin nội dung liên quan tới cái dự án Aqua City của Novaland. Và cái lý do chính thì ở trên bài báo này thì cũng đã nêu rõ rồi, đó là do khách hàng họ tố cáo về cái dự án Aqua City. Và cái nguyên nhân thứ hai là cái dự án Aqua City này đang bị vướng một số các quy hoạch ha quý cô chú anh chị. Và rõ ràng thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là còn rất là nhiều các bất cập xung quanh các đại dự án nghìn tỷ nữa, chẳng qua là chưa tới lúc chín mùi để mà bị phanh phui ra mà thôi. Và các doanh nghiệp hiện nay thì than hết tiền, than cạn vốn, than không có tiền để làm. Thì ví dụ như là cái dự án Aqua City này đi, thì hiện dự án này đã dừng rất là lâu rồi và pháp lý vẫn chưa có. Thế nhưng mà chủ đầu tư lại là thu tiền khách tới 65%, có những khách đã đóng tới 90% rồi, nhưng mà thực sự trên thực tế vẫn chưa có pháp lý nên là không xây được, không giao nhà cho khách được. Vậy cái quan tâm của khách hàng hiện nay, người ta đã mua rồi thì khách hàng họ thắc mắc rằng là tiền của họ đã đóng, nó đã đi đâu rồi, mà doanh nghiệp thì lại nói rằng là hết tiền, không có tiền để làm. Và đã có hàng trăm lượt bình luận trên cái bài báo này, chỉ có một cái bài báo thôi mà cả hàng trăm lượt bình luận của người đọc. Và đa phần thì lướt xem thì chúng ta có thể thấy được rằng là đa phần là của khách hàng, họ cho là họ là người bị hại. Và họ đã nêu ra các lý do. Quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể tham khảo phía trên màn ảnh ha. Đây là các bình luận của những người được họ cho là họ là người bị hại. Và đọc sơ sơ thì chúng ta cũng có thể kết luận một cái điểm chung, đó là đa phần là đã đều bị thu tiền rồi, đóng tiền theo tiến độ khoảng tầm là 60-70% rồi. Thế nhưng mà đến nay dự án vẫn bất động, đứng im. Bất động đúng nghĩa theo là bất động sản luôn đó quý cô chú anh chị. Và thực sự bây giờ cái kết luận của cái câu chuyện này thì cũng chưa rõ ràng, còn cần phải đợi các cơ quan chức năng vào cuộc để mà điều tra, kiểm tra ai đúng, ai sai thì vẫn thực sự là chưa phân định được rõ ràng. Thế nhưng mà hiện tại người mua đang phải chịu thiệt thòi, đó là họ phải gồng lãi, họ bị chôn vốn, thậm chí là có những người họ bị nợ nần, và thậm chí là nhiều người không có khả năng trả nợ, cho nên là rơi vào cái tình trạng là nợ xấu cũng vì cái dự án này. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái tình hình thực tế thì chúng ta cũng có thể ngẫm thấy rằng là bây giờ cái rủi ro lớn nhất, cái rủi ro lớn khi mà bất động sản nó đã quá trông chờ vào cái nguồn vốn ngân hàng. Lượng tín dụng nó đã đổ vào bất động sản nó đang quá cao,
và nó đang trong cái quá trình là có xu hướng tăng lên nữa. Và với cái tình trạng hiện nay, kể cả có hạn mức riêng cho từng bất động sản luôn, thì các doanh nghiệp vẫn chưa chắc đã tiếp cận được vì không đáp ứng được các điều kiện cho vay từ phía ngân hàng. Thế cho nên các nguồn vốn của các nhà đầu tư, của những người mua thì đã được sử dụng và không ai biết bây giờ nó đã đi đâu, về đâu. Và nếu như xét về vĩ mô, thì nếu như bất động sản vẫn cứ tiếp tục trông đợi vào cái nguồn vốn tín dụng để hỗ trợ thì nó sẽ tạo ra một cái rủi ro hệ thống rất là lớn. Khi mà bất động sản nó bị bể nợ thì nó sẽ lan sang ngân hàng và các ngành nghề khác liên quan. Và đó là điều tất yếu sẽ xảy ra nếu như không có các biện pháp kịp thời. Tiếp tục những cái video đi tìm những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi liên quan tới thị trường bất động sản, thì hôm nay em xin phép được bàn luận về cái thông tin là sắp tới có hàng loạt các địa phương bị cấm phân lô bán nền. Khi mà luật đã được thông qua và sắp tới sẽ có hiệu lực, thì đối với riêng đất nền có bị đẩy lên một cái mức giá cao hay không, thì hôm nay mời quý cô chú anh chị và tất cả các bạn cùng em đi tìm hiểu bên trong clip này nha. Như quý cô chú anh chị và tất cả các bạn cũng đã biết rồi, là sắp tới đây có 105 thành phố, thị xã trên cả nước sẽ không được phân lô bán nền. Và chi tiết những cái đối tượng, những cái khu vực không được phân lô thì em cũng đã phân tích rất là kỹ ở nhiều clip trước rồi ha quý cô chú anh chị. Thì ở clip này em cũng không có nói tới làm chi nữa. Vấn đề ngày hôm nay chúng ta cần đi tìm hiểu đó là sau khi luật có hiệu lực thì 105 thành phố thị xã này sẽ không được phân lô bán nền. Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thị trường đất nền ha quý cô chú anh chị? Và liên quan tới cái quy định cấm phân lô bán nền này á, thì ở nhiều clip trước em cũng đã đọc rất là nhiều các bình luận liên quan tới cái vấn đề này. Thì nhiều ý kiến của quý cô chú anh chị và các bạn cũng cho rằng nếu như trong một năm tới thì thị trường đất nền sẽ có nhiều cái chuyển biến, những cái biến động mạnh hơn, đặc biệt là đất nền, và cái việc siết phân lô bán nền này nó sẽ khiến cho cái nguồn cung nó trở nên khan hiếm hơn và giá bất động sản sẽ có thể bị đẩy lên cao hơn. Bởi vì cái nhu cầu với đất nền nó luôn luôn cao, còn cái thị trường thì hiện nay nếu như mà siết phân lô thì cái nguồn cung của những cái dự án nó sẽ giảm đi. Và cái thị trường, những cái khu vực mà khu đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3 mà bị cấm phân lô đó, thì những cái khu vực đó, những cái bất động sản hiện hữu, những cái khu phân lô bán nền hiện hữu đã có sổ rồi đó, thì dẫn đến là nó y như một cái hàng hiếm ở thị trường vậy quý cô chú anh chị. Thế cho nên là đa phần mọi người cũng công nhận rằng là nếu như mà cấm phân lô bán nền thì những cái khu vực này nó sẽ bị đẩy cái mức giá đất nền lên cao lên một bậc nữa. Bởi vì trước đây nếu mà không cấm phân lô bán nền thì nhiều nhà đầu cơ họ đã tận dụng cái cơ hội đó, họ gom đất lại để rồi phân lô bán nền, chuyển đổi lên thổ cư rồi tách thửa, thậm chí là đặt tên thương mại nó giống như các dự án mà lớn luôn. Ví dụ như đặt tên khu đô thị này, khu đô thị kia, khu sinh thái này, khu sinh thái kia luôn. Nói chung là rất là nhiều các tên nó na ná như nhau để mà lôi kéo khách mua, để mà dễ bán hơn. Và đồng thời họ lại đua nhau thổi giá lên, đẩy cái giá đất lên một cái mức giá rất là cao. Và lúc đó nó gây hỗn loạn cái thị trường. Chính vì vậy cho nên á, là cái việc mà cấm phân lô bán nền trong thời gian tới thật sự là cần thiết. Và nếu như cấm phân lô bán nền như theo quy định mới á, thì có thể nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng phân lô tràn lan, và cái nguồn cung ra ngoài thị trường nó cũng trở nên bị co lại, và giúp giảm được cái tình trạng là lãng phí tài nguyên đất. Ví dụ như những cái khu đô thị, những cái nơi mà người ta phân lô bán nền trước đó đã có sổ hết rồi nhưng mà không có ai về ở, rồi nó gây ra tình trạng là lãng phí. Ngay ở trong trung tâm mà có rất là nhiều các khu đất nó để đất trống,
Cho nên nếu như cấm phân lô bán nền như vậy thì những cái nơi này cho dù giá bị đẩy lên một mức giá cao hơn nữa, tuy nhiên thì nó sẽ có thể tận dụng được, người dân sẽ về đó ở và dần dần là những cái khu đó nó sẽ không còn hoang vu nữa hả quý cô chú anh chị. Bởi vì bây giờ những cái khu vực trọng điểm như vậy, những cái nơi mà trung tâm như vậy thì nhà nước không cho phân lô nữa thì người dân đâu có quyền lựa chọn đâu. Chỉ có là lựa chọn những cái khu đất nền trước đó đã có sổ rồi, có pháp lý rõ ràng rồi, rồi người dân mua xong rồi về đó ở. Thì dần dần những cái khu vực mà trước đây thì nó để hoang, để trống thì dần dần nó sẽ cũng có nhiều người dân về ở thôi, và nó lấp đầy lại. Chính vì vậy thì nó cũng tránh được cái tình trạng là lãng phí tài nguyên đất. Tuy nhiên thì cái hoạt động mua bán đất nền trong cái thời gian tới thật sự là phải chịu ảnh hưởng rất là nhiều. Bởi vì hiện nay ở trong một cái giai đoạn là chao đảo, thì hiện nay thị trường bất động sản nó giao dịch tới 90% là mua bán đất nền trên thị trường, hầu như là đất phân lô không thôi. Cho nên sau khi mà cái quy định được thực thi thì có thể sẽ xuất hiện một cái lượng lớn các sản phẩm diện tích lớn sẽ được rao bán ra. Sẽ có những cái trường hợp là hạ giá, tại vì những nhà đầu tư lớn trước đây họ lỡ ôm những cái lô đất đó và với một mục đích là phân lô tách thửa để kiếm lời, tuy nhiên thì lại không phân lô tách thửa kịp, và tới nay thì vẫn còn ôm, thì sắp tới thực sự là không cho phân lô nữa thì chấp nhận là phải bán thôi. Tuy nhiên thì bán những cái lô đất lớn như vậy thì phải giảm giá sâu hoặc là bán rẻ thì mới có thanh khoản. Còn nếu như mà bán với một cái mức giá thị trường thì rất khó để mà thoát ha quý cô chú anh chị. Thế cho nên là sắp tới thì đối với những cái lô đất lớn, những cái lô đất mà chưa được phân lô thì sẽ được rao bán rất là nhiều. Đó là theo ý kiến cá nhân của em là vậy. Còn đối với những cái lô đất lớn mà hiện nay đang đủ điều kiện á, và trước khi luật đã có hiệu lực á, thì thật sự là các nhà đầu tư, những cái nhà đầu cơ mà họ đã lỡ ôm đất trước đó rồi thì họ sẽ gấp rút để mà tách thửa phân lô trong cái khoảng thời gian này, tại vì thời gian này là đang trong cái thời gian chờ luật nó có hiệu lực, và thời gian này vẫn được áp dụng theo cái chính sách cũ. Mà đối với những cái khu đất mà được phân lô trong thời gian này thì người ta đang cố gắng là phân lô ra. Còn đối với các lô đất mà không được, không đủ điều kiện thì thôi chấp nhận luôn, chấp nhận cuộc chơi, thì sắp tới là sẽ bán ra rất là nhiều hơn quý cô chú anh chị. Đó là theo ý kiến cá nhân của em là như vậy. Còn theo quý cô chú anh chị và các bạn thì sắp tới cái tình hình thị trường nó như thế nào thì mọi người hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nha. Đây là một cái thảo luận thôi, đó là chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mỗi người thôi. Cho nên là theo ý kiến cá nhân của em là vậy. Còn theo ý kiến của quý cô chú anh chị và các bạn như thế nào thì mọi người hãy để lại bình luận phía dưới để cho mọi người cùng nhau thảo luận nha. Và ở chiều ngược lại á, thì những cái lô đất nền nó đã được tách thửa trước đây rồi, đã có giấy chứng nhận hẳn hoi rồi, ở những cái địa phương nào nó bị cấm phân lô bán nền thì sắp tới chắc chắn luôn sẽ bị đẩy lên một cái mức giá cao hơn. Và rõ ràng là cái việc siết phân lô nó chính thức có hiệu lực, nó sẽ không chỉ là tác động tới những cái nhóm người nhỏ đâu. Bởi vì là những cái khu đô thị loại 1, loại 2, loại 3, cái lượng nhà đầu tư tham gia đầu tư đất nó rất là nhiều. Vì loại hình này nó thanh khoản rất là tốt, đất nền mà quý cô chú anh chị, trước đây thì giao dịch đất nền thanh khoản rất là tốt luôn, và nhu cầu ở những cái khu vực trung tâm nó cũng rất là cao nữa, cho nên là một số nhà đầu tư họ găm hàng ở đó, cho nên mới có cái trường hợp là những cái lô đất họ để trống rất là nhiều năm chưa thấy bán đó quý cô chú anh chị, và sắp tới thì sẽ được bán một cái mức giá cao hơn nữa, tại vì pháp lý nó rõ ràng. Mà thực sự khi mà luật nó có hiệu lực thì những cái lô đất đó nó trở thành là đất hiếm. Và nhìn chung á, nếu như mà cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố thị xã, thực sự nó sẽ khiến cho thị trường cái khu vực này nó sẽ giảm sức mua hơn. Nhưng chúng ta sẽ nhìn vào thực tế, đó là đất nền tại các khu đô thị loại 1, loại 2, loại 3 này nè, nó sẽ hút được cái dòng tiền mạnh hơn. Tại vì ví dụ như trước đây bán ở một cái mức giá là 5 tỷ đi, thì hiện nay nếu như một cái lô đất nền ở những cái khu vực này sau khi mà luật nó được có hiệu lực á, thì rõ ràng là nó sẽ bán với một mức giá cao hơn, 6 tỷ hay 7 tỷ gì đó. Thì cái sức hút của dòng tiền nó mạnh hơn thôi quý cô chú anh chị. Bởi vì bây giờ cái tâm lý của các nhà đầu tư họ sẽ nhận thấy rằng là ở bên ngoài á, đầu tư càng xa thì nó càng rủi ro hơn. Bây giờ thì không có cho phân lô bán nền ở trong trung tâm nữa, thì những cái lô đất nào nó có
sẵn hết rồi, hiện hữu hết rồi, thì người ta sẽ đi đầu tư, chấp nhận là mua giá cao luôn. Nhưng mà nó là đỡ rủi ro hơn những cái lô đất ở phía ngoài. Họ sẽ chờ đợi cho các vấn đề liên quan tới cái việc phân lô bán nền lúc nào mà nó đi vào cái sự ổn định đã, thì lúc đó họ mới tính lại cái câu chuyện là trở lại những cái khu vực khác để mà đầu tư, đi xa hơn, đánh bắt xa bờ như cái khoảng thời gian sốt đất trước đây. Thì khi nào mà nó ổn định đã chứ, bây giờ luật thì cũng đang là phê duyệt thôi, đang có là được thông qua thôi, chưa có được là thi hành, chưa có hiệu lực gì hết, chưa biết những cái tác động của nó như thế nào hết. Thế cho nên là trước mắt thì ở những cái khu vực trung tâm nó vẫn sẽ hút dòng tiền nhiều hơn. Dòng tiền chủ yếu là các nhà đầu tư, những người mà họ có tiền nhàn rỗi nhiều thì nó sẽ chắc chắn là sẽ tăng lên. Còn đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì thôi xin thua luôn. Bây giờ mà chui vào trung tâm thành phố để mà lựa những cái lô đất để mà mua thì thật sự là rất là khó ha. Cho nên là phải đi đánh bắt xa bờ hơn thôi. Và em cũng sẽ trả lời cho một cái câu hỏi của quý cô chú anh chị và các bạn, cũng có rất là nhiều người hỏi ở trên kênh của em rằng là cái thời điểm này nè, có nên đầu tư đất nền hay không, đi đầu tư những cái lô đất nền hay không khi mà luật nó chưa được ban hành. Thì thật sự là trong cái thời gian này quý cô chú anh chị, mọi người phải cân nhắc kỹ càng nha, phải thật sự là kỹ để mà đi đầu tư những cái lô đất nền ở nằm trong cái khu vực mà sắp tới bị cấm phân lô á. Thì chúng ta phải, thứ nhất phải lựa những cái khu vực nào mà nó đã có sổ rồi, nó có pháp lý đầy đủ rồi nha, chứ đừng chờ đợi là những cái khu mà phân lô trước đây nó đang còn trên hợp đồng mà nó nằm ở trong những cái khu bị cấm phân lô, thì cái khả năng mà mình ăn cắn vải xương là rất là cao nha quý cô chú anh chị. Cho nên là mọi người hãy để ý cái phần này. Còn cái việc đầu tư hay không đầu tư á, thì nó còn phụ thuộc vào riêng mỗi cá nhân nữa, tài chính của mọi người như thế nào, cái kỳ vọng về những cái lợi nhuận trong tương lai nó ra sao, hay là mình mua để mình tích lũy, mua để chờ đợi, hay là mình mua để mà tích lũy cho con cháu, thì nó lại khác ha. Cho nên là trong khoảng thời gian này thì mọi người nên ưu tiên cái vấn đề pháp lý, mua những cái khu đất nền nào mà nó có cái tiềm năng phát triển, rồi nó có pháp lý rõ ràng, nó có sổ hẳn hoi, chuyển nhượng này kia nó không bị vướng, thì ok, chúng ta hãy tính toán. Nếu như tài chính phù hợp thì chúng ta tìm kiếm và thương lượng được một cái mức giá nó phù hợp thì mua, còn không thì chúng ta phải đi tìm hiểu thêm. Còn nếu như mà không đủ tài chính thì thôi ha, mọi người cũng đừng có nên cố gắng làm chi để mà đi vay hay là đi mượn để mà mua trong khoảng thời gian này. Tại vì sắp tới á, giá thì chúng ta đã biết, thì những cái nơi nào mà nó cấm phân lô bán nền thì cái đất nền ở nơi đó nó sẽ tăng cao, những cái khu mà nó đã pháp lý đầy đủ á, thì nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên á, thì cái nguồn tiền của các nhà đầu tư, các chủ đầu tư lớn, người ta sẽ đổ dồn vào những cái khu tỉnh lẻ xa hơn. Tại vì những cái khu xa hơn thì vẫn được phép làm, cho nên là cái nguồn tiền nó đầu tư vào những cái nơi xa hơn. Thì có nhiều người họ đón sóng, họ lại đi tìm những cái khu đất ở xa xa, ở tỉnh này tỉnh kia, ở huyện này huyện kia chẳng hạn, để mà họ mua, để họ chờ cái cơn sóng nó tới đó để họ kiếm lời. Thì đó là tùy vào quan điểm của mỗi cá nhân thôi. Cho nên là quý cô chú anh chị và các bạn hãy nên cân nhắc. Tại vì tiền còn trong tay mình thì nó vẫn là của mình, còn khi mà tiền của mình đã bung ra rồi thì chấp nhận rủi ro thôi quý cô chú anh chị. Khi mà lợi nhuận nhiều thì rủi ro cao, thế thôi. Còn về lâu về dài thì cái việc cấm phân lô bán nền này nó sẽ giúp cho thị trường nó phát triển theo một cái hướng là nó minh bạch hơn, nó bền vững hơn, và nó sẽ giúp là ngăn chặn, giảm bớt được cái tình trạng là đầu cơ sốt đất và hạn chế được cái tình trạng là lãng phí đất như hiện nay quý cô chú anh chị. Ít nhất là nó ở trong 105 thành phố thị xã đã bị cấm phân lô. Vậy là đã qua ngày 1 tháng 8 năm 2024. Vậy là ba cái luật mới liên quan tới thị trường bất động sản, đó là luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở. Đó là ba đạo luật được sửa đổi mới có rất là nhiều các ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản hiện nay. Chính vì cái tầm quan trọng của ba cái luật này nên mới có được cái đề xuất là hiệu lực sớm từ 1 tháng 7 năm 2024
Tuy nhiên thì cũng phải dời lại sau một tháng là 1 tháng 8 năm 2024 để mà có hiệu lực sớm hơn 5 tháng so với theo dự kiến là năm 2025 hả quý cô chú anh chị. Vậy thì cái tầm quan trọng của nó như thế nào? Và nó sẽ hỗ trợ cho thị trường bất động sản như thế nào? Và nó sẽ tác động tới thị trường bất động sản tích cực hay tiêu cực? Thì hôm nay mời quý cô chú anh chị và tất cả các bạn cùng em phân tích một vài vấn đề xung quanh những cái đạo luật này ha. Luật đất đai sửa đổi năm 2024 với rất là nhiều các quy định mới là kỳ vọng sẽ tháo gỡ rất là nhiều các điểm nghẽn, những cái khó khăn cho thị trường bất động sản, thậm chí là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cho các cơ quan nhà nước, những người thực thi pháp luật và kể cả người dân. Ví dụ như ở cái quy định là giao đất trực tiếp không qua đấu giá, không qua đấu thầu để mà làm nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, hay là giao đất cho giáo viên, nhân viên y tế công tác tại các khu vực là biên giới hải đảo thuộc những cái khu vực vùng có điều kiện khó khăn. Những cái quy định thông thoáng như vậy nó sẽ giúp cho thị trường bất động sản nó phát triển thuận lợi hơn, giảm thiểu tối đa các khiếu kiện liên quan tới đất đai, và nó sẽ giúp cho các chủ đầu tư họ sẽ rút ngắn đi cái thời gian và các chi phí trong quá trình tiếp cận với đất đai, đầu tư phát triển dự án. Và bên cạnh đó thì nó sẽ hỗ trợ tăng cái nguồn cung cho những người có thu nhập thấp, những cái khu nhà ở xã hội, những nhà ở dành cho những người thu nhập thấp, và đảm bảo rằng là cho người dân phát triển kinh tế xã hội và lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Khi mà thủ tục được rút ngắn và nguồn cung nhà ở nó tăng lên thì đồng nghĩa với việc là giá bất động sản hy vọng sẽ giảm đi. Nhưng mà đó là chỉ là những cái hy vọng thôi quý cô chú anh chị. Những cái điều mà người dân đang lo lắng, những cái điều mà những người đang quan tâm tới thị trường bất động sản, đang muốn mua cho mình một bất động sản để ở, để đầu tư hay là để kinh doanh chẳng hạn, để sản xuất chẳng hạn, thì cũng rất là lo lắng về những cái khoản phí, khoản thuế liên quan. Nó sẽ khiến cho cái mức giá ngày một tăng lên, bởi vì các doanh nghiệp sẽ tốn nhiều chi phí hơn trong việc là thực hiện dự án. Và chính vì thế, các doanh nghiệp để mà đảm bảo được lợi nhuận cho mình, buộc các doanh nghiệp phải tính vào giá bán. Và ai sẽ là người chịu thiệt? Đó chính là những người dân, những người mua. Thế cho nên là nó sẽ có hai cái luồng ý kiến trái chiều. Một thì cho rằng là khi mà luật nó áp dụng, khi luật được thi hành, thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được với những cái căn nhà giá rẻ, tại vì là nguồn cung sắp tới sẽ nhiều hơn. Và một mặt lại cho rằng là có thể cái giá bán sắp tới sẽ tăng lên rất là nhiều, bởi vì là những chi phí liên quan tới dự án, chi phí liên quan tới bất động sản nó tăng lên, buộc bên bán họ sẽ tính luôn vào giá bán. Thế cho nên là cái giá có thể sẽ tăng lên. Đó là hai luồng trái chiều khác nhau hả quý cô chú anh chị. Ngoài ra thì trong luật á, nó cũng có cụ thể các trường hợp được giao đất, được cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu công khai, giúp thị trường là sẽ hy vọng sẽ sắp tới được minh bạch hơn, công khai hơn, và tránh được các trường hợp sân sau, sử dụng sân sau để mà trục lợi từ những dự án bất động sản, và từ đó sẽ chọn lọc được các chủ đầu tư họ có khả năng, có năng lực tài chính và có năng lực triển khai, và từ đó nó sẽ góp phần thúc đẩy sử dụng cái nguồn đất hiệu quả hơn, đẩy nhanh cái tiến độ pháp lý dự án và thúc đẩy nguồn cung cho thị trường nhiều hơn. Ngoài ra thì ở cái luật này cũng quy định rất là chặt chẽ về việc đặt cọc. Bởi vì từ xưa đến nay á, cái việc đặt cọc những cái căn hộ, những cái dự án á, thì lâu nay vẫn được thả nổi. Và bây giờ quy định nó sẽ chặt chẽ hơn. Và hy vọng là nó sẽ giúp minh bạch và bảo vệ cho người dân, tránh khỏi những cái chủ đầu tư dự án mà sử dụng cái chiêu tay không bắt giặc thôi quý cô chú anh chị. Họ có thể là huy động vốn của người dân để mà thực hiện những cái dự án khác, hoặc là dùng tiền của người dân là vào những cái mục đích khác, khiến cho là cạn cái nguồn vốn đầu tư vào cái dự án đó. Và một lần nữa, đó cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong thời gian sắp tới, khi luật đất đai đã có hiệu lực rồi và ngấm vào thị trường, thì phản ứng của thị trường sẽ như thế nào, tốt hay xấu, hay là có khó khăn gì hay không, thì chúng ta cũng cần phải có thời gian để mà xem xét, tìm hiểu
cũng như là nhìn nhận về vấn đề ha quý cô chú anh chị. Và tiếp theo đó là những cái thay đổi của luật kinh doanh bất động sản. Nó sẽ quy định về những cái quyền lợi như thế nào cho người mua nhà, sàng lọc các nhà đầu tư như thế nào để giúp cho minh bạch thị trường hơn. Một điểm quan trọng ở luật kinh doanh bất động sản mới đây thì cũng đã quy định rất là rõ, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán mà thôi. Và thực sự đây là một cái điểm rất là mới, đáng chú ý để mà thể hiện đúng cái bản chất của việc đặt cọc. Và đồng thời nó sẽ hạn chế cái rủi ro cho bên mua, bên thuê mua. Và thứ hai, ở luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng quy định rất là rõ là trước khi mà bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai á, thì chủ đầu tư chỉ được phép thu tối đa là 50% giá trị của hợp đồng mua bán thôi, thay vì 70% như trước đây. Và thực sự nó sẽ tác động trực tiếp tới người mua nhà và nó sẽ giảm bớt đi các áp lực về tài chính, và đồng thời thực sự nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho người mua nhà ở hình thành trong tương lai. Bởi vì người mua nhà hình thành trong tương lai là mua cái niềm tin mà quý cô chú anh chị. Bây giờ mình tin tưởng chủ đầu tư, mình thấy chủ đầu tư đó uy tín, xây nhà uy tín, thì mình trao hết niềm tin. Có những nơi, có những khách hàng họ đã đặt cọc chồng tiền đến khoảng tầm 90-95% rồi, tuy nhiên nhà vẫn chưa nhận được. Nhiều khi cái công trình đó mới xây được cái phần móng rồi nó để luôn, bất động luôn. Thế cho nên với cái việc quy định như thế này thì người mua sẽ ít chịu rủi ro hơn, chứ không có cái tình trạng mà người mua đã trao hết tiền cho bên bán rồi, bên chủ đầu tư rồi, nhưng mà nhà để ở thì chưa có. Và với cái quy định như thế này á, thì thật sự đối với doanh nghiệp thì cái nguồn vốn từ khách hàng sẽ bị giảm đi. Và lúc này thì các chủ đầu tư phải thực sự chủ động đi tìm kiếm, thu xếp các nguồn vốn khác, các kênh khác để mà đảm bảo cho cái quá trình thực hiện dự án nó tốt hơn. Và còn nữa, ở cái luật kinh doanh bất động sản 2023 nó cũng đã quy định rất là cụ thể về việc là bắt buộc áp dụng cho chủ đầu tư và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản á, khi mà nhận tiền thanh toán của khách hàng phải thông qua ngân hàng hết. Chính vì vậy các giao dịch liên quan tới bất động sản thì cũng sẽ được kiểm soát và khống chế đi cái tình trạng là thổi giá như trước đây hả quý cô chú anh chị. Và đồng thời cái quy định giao dịch bất động sản phải ghi đúng cái mức giá giao dịch trong thực tế thì thực sự là nó sẽ giúp cho tránh cái việc là hiện tượng trốn thuế như hiện nay. Trước đây thì các doanh nghiệp họ bán một cái căn nhà với mức giá là 2 tỷ. Tuy nhiên thì trong hợp đồng họ ghi chỉ có là vài trăm triệu đến 1 tỷ thôi. Ghi thấp, rất là thấp. Thế cho nên là cái việc mà trốn thuế của các doanh nghiệp rất là nhiều và gây thất thoát về thuế. Chính vì cái quy định chặt chẽ như thế này thì nhà nước sẽ quản lý được cái việc là tránh tình trạng trốn thuế. Và cũng còn một cái thay đổi cực kỳ quan trọng nữa mà em cũng muốn nhắc đến ở trong video này. Đó là ở cái quy định mới á, quy định cá nhân được hành nghề môi giới miễn là có những cái chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải đi đăng ký nộp thuế. Và với cái quy định này thì thật sự là sẽ giúp cho thanh lọc cái thị trường, thanh lọc những cái đối tượng làm môi giới hay quý cô chú anh chị, rạch ròi giữa môi giới và cò luôn. Ai muốn làm môi giới thì phải thực sự chuyên nghiệp, phải có chứng chỉ đàng hoàng, phải làm trong các công ty bất động sản đàng hoàng, có đăng ký đàng hoàng. Chính vì vậy cái việc này nó cũng sẽ giúp cho một phần nào đó sàng lọc được những cái môi giới mà không chuyên hơn quý cô chú anh chị. Và thứ hai, nó sẽ giúp cho nhà nước tránh thất thu thuế. Và còn đối với luật nhà ở thì ở luật này có rất là nhiều các quy định để thúc đẩy cho các doanh nghiệp đầu tư vào những cái dự án nhà ở xã hội. Ở trong luật nhà ở thì có rất là nhiều quy định ưu đãi khuyến khích cho các doanh nghiệp, các chủ đầu tư tham gia vào những cái dự án nhà ở xã hội. Và nếu như các doanh nghiệp, các chủ đầu tư này tham gia nhiều vào thì hy vọng sẽ tháo gỡ được những cái nút thắt về pháp lý đối với các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội. Chính vì vậy nó khác so với cái luật trước đây. Ví dụ như trước đây đối với các doanh nghiệp muốn đầu tư vào những cái khu nhà ở xã hội để bán những cái căn nhà thu nhập thấp thì phải trải qua những cái vòng pháp lý rất là khó khăn. Các doanh nghiệp
rất khó để mà kiếm lời được từ nhà ở xã hội. Cho nên là nếu mà muốn làm những cái nhà ở xã hội với mức giá thấp cũng rất khó đối với các doanh nghiệp. Và các trình tự thủ tục nó cũng khó khăn hơn. Chính vì vậy họ cũng không có mặn mà đối với những cái khu nhà ở xã hội. Bởi vì bây giờ doanh nghiệp lập ra làm thì phải có lời chứ. Tuy nhiên thì đầu tư vào nhà ở xã hội thì không thấy lời ở đâu hết. Thế cho nên là ít, rất là ít các doanh nghiệp họ mặn mà với những cái căn nhà ở xã hội. Thế cho nên là mới xuất hiện ở tình trạng hiện nay là các cái doanh nghiệp họ tập trung vào những cái khu nhà ở trung cấp và cao cấp thôi. Và chính vì những cái khu nhà ở trung cấp và cao cấp như vậy thì họ mới kiếm lời được nhiều. Lời nhiều thì người ta mới đầu tư nhiều. Đó, bây giờ thì các chính sách nó mới nới ra hơn, nó dễ dàng hơn. Nó khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu nhà ở xã hội, giảm bớt đi những cái loại thuế, loại phí. Các doanh nghiệp được ưu đãi rất là nhiều ở cái luật mới này. Ví dụ như là được miễn tiền sử dụng đất nè, tiền thuê đất nè, đối với các diện tích nào mà nó nằm ở trong dự án. Và được ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi còn được vay vốn với cái lãi suất ưu đãi nữa. Và từ những cái chính sách như vậy, nó sẽ khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội nhiều hơn. Và hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì những cái căn nhà ở xã hội với mức giá phù hợp với người dân lao động nó sẽ nhiều hơn, để cho người dân lao động có thể lựa chọn yên ổn để mà có chỗ ở, làm ăn, sinh sống. Và cũng còn rất là nhiều các tác động khác liên quan của ba bộ luật này thì em cũng không có thể kể hết ở trong video clip này ha quý cô chú anh chị. Thì em xin nêu ra một cái vài điểm gọi như là nổi bật của các đạo luật này thôi. Các luật mới đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 rồi. Và cái điều quan tâm nhất của mọi người bây giờ là cái mức giá theo giá thị trường nó sẽ tác động như thế nào đến với thị trường bất động sản. Nó có làm cho cái giá bất động sản sắp tới tăng lên nữa hay không? Hay là cái giá đó nó sẽ giúp cho thị trường bình ổn hơn? Thì chúng ta cần phải có thời gian để mà cho ngấm luật hơn, ngấm luật vào thị trường để xem thị trường cái độ ngấm của nó như thế nào. Tốt á, thì được tiếp tục phát huy, còn nếu mà không tốt thì sẽ tiếp tục điều chỉnh nữa. Đó là những cái tổng hợp xung quanh cái vấn đề là ba cái luật liên quan tới bất động sản, đó là luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở, đã có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2024 rồi, và những tác động của nó xung quanh thị trường bất động sản. Hy vọng rằng là sẽ giúp ích được đến với quý cô chú anh chị và các bạn có một cái góc nhìn thực tế tại thị trường, cũng như là một cái nhận định liên quan tới thị trường bất động sản ha, dưới góc nhìn cá nhân của em. Và cuối cùng em xin kính chào tạm biệt quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo.